Rất vui khi được gặp lại quý vị trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng mùa hè sẽ khiến cho người bệnh tiểu đường khó kiểm soát đường máu và dễ gặp biến chứng hơn. Để tránh rủi ro này, người bệnh cần lưu ý những khuyến cáo dưới đây. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Uống nhiều nước hơn, Việc thiếu chất dịch cần thiết có thể dẫn tới mất nước trong mùa hè. Người bệnh tiểu đường càng tăng nguy cơ mất nước do hàm lượng đường huyết cao. Điều này kết hợp với viêm dạ dày ruột, một tình trạng người bệnh tiểu đường dễ mắc do hệ miễn dịch kém, khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, uống 2 tới 3 lít nước trong ngày sẽ tốt cho người bệnh tiểu đường trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm. Nói không với đồ uống lạnh Đồ uống lạnh có thể dẫn tới cảm lạnh hoặc đau họng ở người bệnh tiểu đường do họ có hệ miễn dịch kém. Đối với những người bị viêm phế quản, tình trạng này sẽ trầm trọng hơn và cần điều trị. Vì các steroid được sử dụng để điều trị tình trạng này khiến bệnh tiểu đường trở nên khó kiểm soát. Hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm Tốt nhất là người bệnh tiểu đường nên ở trong nhà từ 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều vì họ thường bị dị ứng da. Thậm chí những trường hợp nhiễm trùng hoặc dị ứng da nhẹ cũng có thể bùng phát mạnh nếu tiếp xúc với ánh nắng gắt và tình trạng này rất phổ biến vào mùa hè. Mặc quần áo vải cốt tông và sử dụng ô có thể giúp bạn hạn chế ánh nắng của mặt trời khi đi ra ngoài. kiểm tra mắt thường xuyên phần lớn những người bị bệnh tiểu đường đều sẵn có vấn đề về mắt như bệnh võng mạc tiểu đường glocom với những tình trạng này người bệnh tiểu đường dễ bị các nhiễm trùng mắt phổ biến vào mùa hè như viêm kết mạc hoặc các nhiễm trùng khác vì vậy cần kiểm tra mắt định kỳ trong mùa hè ngoài ra cũng cần giữ vệ sinh mắt sạch sẽ Những người tiêm insulin cần thận trọng hơn, việc bảo quản thuốc và thiết bị cần được đảm bảo trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè. Sử dụng thiết bị hư hỏng có thể làm vô tình tăng lượng đường huyết, thận trọng khi sử dụng các thiết bị cầm tay tiện lợi hoặc duy trì sự an toàn bằng cách làm xét nghiệm máu thường xuyên. Cẩn thận với việc bị đột quỵ và mùa hè có nhiều lý do khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, kể cả người khỏe mạnh cũng cần phải chú ý chứ không riêng gì người có bệnh. Những bệnh nhân mắc tiểu đường khi có dấu hiệu ra mồ hôi nhiều, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt có thể là biểu hiện cảnh báo đột quỵ. Trong tình huống đó nên uống thêm nước mát, khi bị nghi ngờ là chớm bị đột quỵ do nóng, cần lập tức nhờ sự can thiệp của bác sĩ. Để ngăn chặn đột quỵ nhiệt, bệnh nhân tiểu đường cần được chuẩn bị xung quanh một số thuốc chống say nắng. Khi nhiệt độ thời tiết tăng lên khoảng 33 độ C, ngồi yên cũng bị đổ mồ hôi thì cần chú ý uống bổ sung đủ lượng nước cần thiết. Nên định sẵn thời gian uống nước trong ngày thay vì chờ khát mới uống. Buổi sáng nên uống nước ít hơn, chia thành nhiều lần uống, buổi tối cũng cần bổ sung nước không nên uống cùng một lúc quá nhiều nước hay uống nước đá quá lạnh. Hạn chế tối đa việc uống nước có đường hoặc nước có ga. Nói chung, bệnh nhân tiểu đường cần bổ sung nước vào ngày bình thường là từ 800 đến 1.000 ml, nhưng vào mùa hè thì phải tăng lên tối thiểu từ 1.500 đến 2.000 ml. Nên uống nước ấm hoặc trà loãng, có thể tự làm thêm các loại đồ uống tốt như nước đậu xanh không đường, trà bách hợp, vân vân. bảo quản thuốc cẩn thận nhiệt độ cao vào mùa hè có thể ảnh hưởng đến thuốc điều trị tiểu đường máy đo lượng đường và que thử tiểu đường trời nóng dễ khiến insulin và các loại thuốc khác nhanh hỏng vì thế khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường hãy đảm bảo lưu trữ thuốc đúng cách đặc biệt tránh để thuốc trong cốc xe vì nhiệt độ cao sẽ làm thuốc mất tác dụng tránh để thuốc trong tủ lạnh cũng giống như nóng lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến insulin và làm glucose ngừng làm việc Do đó, tránh để thuốc men hoặc các dụng cụ đo đường huyết ở những nơi có nhiệt độ lạnh như tủ lạnh, thùng đá. Quý vị và các bạn thân mến, biện pháp đơn giản đảm bảo sức khỏe gia đình trong mùa nắng nóng sẽ là chủ đề có trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.